Ngày 22 tháng 3, các nguồn tin xác nhận Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ điều tra vụ việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa. Các nguồn tin cho hay nhóm lừa đảo đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, mở tài khoản. Sau đó bà Hương huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản. Bằng nhiều cách, nhóm lừa đảo qua mạng đã lấy tiền từ tài khoản của vị đương kim Chủ tịch huyện, mỗi lần vài chục tỷ đồng. Nguồn tin cho hay có một nhóm người dùng thủ thuật rút tiền từ tài khoản của bà Hương trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 3 năm 2024 với số tiền hơn 170 tỷ đồng. Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho hay, vụ việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đã được công an báo cáo sơ bộ. Ban đầu nghe báo cáo là nhóm này lừa đảo lấy hơn 100 tỷ đồng nên công an đang điều tra. Giải thích vì sao xảy ra vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Giang Hương nói, đây là vụ hacker tấn công vào tài khoản, tiền trong tài khoản chứ tôi không chuyển tiền. Công an vẫn đang điều tra nên chưa thể nói gì thêm. Bà Nguyễn Thị Giang Hương sinh năm 1973, hiện giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhân Trạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2025. Thời gian qua có rất nhiều vụ việc người dân mất tiền khi nạp tiền lên một số trang mạng rồi bị mất trắng. Hồi 2021, hàng loạt ứng dụng đầu tư tài chính đồng loạt bị sập, mà không ít người lại như thiêu thân đổ thêm tiền vào với ảo tưởng có thể lấy lại được số tiền đã mất. Làn sóng chuyển đổi số và xu hướng đầu tư vào công nghệ tài chính tăng trưởng dữ dội trên toàn cầu trong thời gian trở lại đây. Trong đó, xuất hiện vô số những ứng dụng, những app kiếm tiền online trá hình, không được cấp phép và sử dụng mọi chiêu trò để thu hút người tham gia. Đến khi các app này sập, hàng nghìn người mất tiền, các nhà đầu tư mới táo hỏa vì mình đã bị lừa. Mới đây nhất là sự đổ vỡ của CoolCat app với mô hình bảo hiểm vốn. Hàng nghìn nhà đầu tư đã không thể truy cập vào app, không thể rút tiền cũng như không có đầu mối liên hệ. Sàn giao dịch này được quảng cáo là thực hiện các giao dịch vàng, USD, Bitcoin, giao dịch dự đoán giá ngắn hạn và các sản phẩm khác được ủy quyền và quản lý bởi SCB. Kết nối dữ liệu quốc tế theo thời gian thực và kết quả giao dịch công khai minh bạch. Phương thức rất đơn giản. Mỗi ngày, nhà đầu tư sẽ bấm dự đoán giá vàng, ngoại tệ, tiền ảo, Bitcoin lên hoặc xuống. Nếu đoán đúng, nhà đầu tư nhận được 73% thắng. Nếu sai, vốn của họ sẽ bị trừ tiền. Nhưng khi thua liên tiếp 6 lần, thì nhà đầu tư phải dừng lại. Khi đó, các chuyên gia CoolCat sẽ đánh hộ ván 7 với cam kết thắng 80-90% để bù lỗ. Nếu không, CoolCat sẽ đền 100% số tiền thua của 6 lần trước. Ứng dụng CoolCat với cam kết đảm bảo 100% vốn cho người đầu tư vừa mới lộ mặt là app lừa đảo khi đột nhiên không thể truy cập được. Trang web http://coolcatvietnam.com cũng bất ngờ dừng hoạt động. Một người tham gia đầu tư trên CoolCat cho biết, bà được người quen giới thiệu đây là ứng dụng đầu tư tiền đảm bảo 100% vốn và có lãi. Người đó nói thấy đầu tư cũng được lắm, coi như có tiền trợ hàng ngày nên tôi đã tham gia và chuyển vào app 10 triệu đồng. Sau khi bỏ vốn đầu tư, người tham gia được hướng dẫn cài đặt ứng dụng và mỗi ngày vào bấm dự đoán giá Bitcoin, giá vàng lên xuống. Sau mỗi ngày chơi, người đầu tư sẽ có lời từ 2 đến 3 USD. Khi gom đủ lãi ít nhất 10 USD, người chơi sẽ được rút tiền ra. Rút được 2 lần lãi tổng cộng 60 USD trong vòng 20 ngày thì ứng dụng đó bị sập, coi như mất số tiền vốn còn lại. Trường hợp trên, số đầu tư vào app CoolCat rất nhỏ so với nhiều trường hợp khác. Đầu tư tới cả tiền tỷ mà không biết làm cách nào để rút được vốn. Qua thống kê online thì trong vòng chưa đến một tuần đã có hơn 1.700 người báo bị thiệt hại với số tiền rất lớn. Nhiều người đã bỏ từ 1 đến 2 tỷ đồng tham gia vào CoolCat. Nhiều ứng dụng kiếm tiền bị sập, nhà đầu tư mất trắng. Dù truyền thông liên tục cảnh báo về các ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, nhưng nhiều người vẫn tham gia rất mù quáng. Tuy nhiên, không ít người vẫn ôm mộng có thể lấy lại được số tiền đã mất. Trên trang Facebook CoolCat Việt Nam Đầu tư An toàn, một thành viên tên PBT đăng tải bài viết với nội dung: anh em nào bị lừa ở CoolCat thì vào nhóm với mình, quyết tâm lấy lại nhé. Tương tự, các thành viên khác có tên DMT cũng quảng cáo có phương pháp chơi hợp lý cùng công cụ hỗ trợ để người chơi có thể lấy lại số tiền đã mất từ CoolCat. Thậm chí các thành viên còn cho biết, sau khi app CoolCat bị sập, có thể bỏ một số vốn nhỏ hơn để đầu tư vào các app tương tự và sinh lời lớn hơn số tiền đã mất. Đáng lưu ý, những bài viết này được khá nhiều thành viên tương tác và hưởng ứng. Một nền tảng kiếm tiền khác cũng thu hút được người đầu tư, khiến không ít người vỡ mộng, có tên là Shoppingmail. Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 tỉnh Vĩnh Phúc
đã nhận được đơn tố giác của người sử dụng app mua sắm ShoppingMall http://shop555.cc. Theo phản ánh, người này được bạn giới thiệu app ShoppingMall với điều kiện vào đăng ký tài khoản, rồi nạp tiền tại shop để săn đơn hàng và nhận hoa hồng theo cấp bậc. Cụ thể, cấp 1 nhận 16%, cấp 2 nhận 8%, cấp 3 nhận 4% giá trị đơn hàng nhận được. Nội dung chuyển khoản nộp tiền là ghi số điện thoại đăng ký app. Và sau đó, nhiều người cũng không thể truy cập được trang web trên và toàn bộ số tiền nạp đã bị mất. Các chiêu thức lừa đảo đầu tư tài chính hiện nay đang nhiều như nấm sau mưa, nhắm đến những người chỉ quan tâm đến lợi nhuận được quảng cáo mà không chịu trang bị kiến thức và thiếu sự cảnh giác. Điều dễ nhận thấy của các sàn lừa đảo này ở nước ta là bao lỗ, bao cháy tài khoản, cam kết lợi nhuận. Văn phòng tại Việt Nam của các sàn này thường nằm kín đáo trong các tòa nhà cao tầng, không có biển hiệu, chỉ có vài bộ bàn ghế tạm bợ và có thể biến mất chỉ trong một vài giờ. Thậm chí có sàn còn không có văn phòng đại diện hoặc các sàn được giới thiệu văn phòng trụ sở ở nước ngoài, nhưng thực chất là không có giấy phép, chỉ là văn phòng ảo. Có thể thấy những app này sẵn sàng chi mạnh tay để thuê quảng cáo trên mạng, để có nhiều lượt đăng ký, để giới thiệu càng nhiều người tham gia càng tốt cho họ. Khi app hoạt động đến khoảng 6 tháng, kinh phí để duy trì gần như không còn, app sẽ tung ra những chương trình hấp dẫn người dùng nạp tiền. Đó là biểu hiện lừa đảo đầu tiên. Sau đó sẽ nâng hạn mức rút tiền của người dùng, thời gian rút sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí là không rút được tiền. Và cuối cùng, app sẽ biến mất, không dấu vết, cùng với số tiền của các nhà đầu tư. Trường hợp trên chỉ là một trong số những dấu hiệu lừa đảo của các ứng dụng kiếm tiền online trong thời gian gần đây. Trước đó cũng từng xuất hiện nhiều app kiếm tiền khác với những hậu quả tương tự. Dù truyền thông liên tục cảnh báo, thậm chí không ít người nhận thấy được sự rủi ro nhưng vẫn cố tình tham gia. Thậm chí nhiều người đã bị thua và mất tiền, nhưng còn cố dụ thêm người thân vào để hưởng hoa hồng, gỡ lại chút vốn đầu tư. Hãy dừng lại việc làm đó, vì bỏ tiền vào các sàn này, nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo vệ khi xảy ra sự cố, và nguy cơ trắng tay là rất cao.